Xin được kính chào quý vị đại biểu, quý vị khán giả, anh em văn nghệ sĩ về tham dự liên hoan văn đẹp. Trong khuôn khổ các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Hội Âm nhạc Hà Nội đã kết hợp tổ chức liên hoan ban nhạc toàn quốc tại Trung tâm Văn hóa Thể thao thị xã Sơn Tây từ ngày 31 tháng 10 đến mùng 2 tháng 11 năm 2024. Đó là sự tham gia của các ban nhạc thuộc các đơn vị nghệ thuật của Hà Nội với những gương mặt nghệ sĩ hàng đầu của đất nước như ban nhạc Âu Cơ, nhà hát ca mối nhạc Việt Nam, ban nhạc thuộc nhà hát Trưng Vương mang theo cái nắng, cái gió của thành phố miền Trung, thành phố Đà Nẵng. Đó là sự tham gia của các ban nhạc thuộc trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, những người lính trên mặt trận văn hóa, sự trẻ trung nhiệt huyết của các ban nhạc học sinh và sinh viên, tất cả đã góp phần thắp lên ngọn lửa khát vọng và làm nên bầu không khí sôi nổi, nhiệt tình trong những ngày thu trên mảnh đất Sơn Tây, nơi xứ đoài địa linh nhân kiệt. Liên hoan ban nhạc 2024 gồm 9 ban nhạc với 2 bảng chuyên nghiệp và không chuyên. Trên tinh thần gặp gỡ giao lưu, liên hoan đã diễn ra từ ngày 31 tháng 10 năm 2024 đến ngày 2 tháng 11 năm 2024 tại Trung tâm Văn hóa Thể thao Thị xã Sơn Tây. Đó thực sự là một biểu tượng âm nhạc với đa sắc màu được thể hiện qua các tiết mục tham gia liên hoan. Ở đó, ta thấy rõ sức trẻ đầy sáng tạo, sự giao thoa giữa văn hóa Việt Nam với hội nhập quốc tế. Bên cạnh những ngôn đàn điêu luyện của các nghệ sĩ biểu diễn là những sáng tác độc đáo, những tiết mục được dàn dựng một cách công phu, đó là điều đáng khích lệ và động viên với các nghệ sĩ, đặc biệt là các nghệ sĩ trẻ. Do các điều kiện khách quan, những các ban nhạc ở nhiều vùng miền khác nhau, điều kiện tập luyện khác nhau, công việc khác nhau, và cũng là lần đầu tiên một hoạt động như thế này được tổ chức tại địa phương, nên số lượng tham gia của các ban nhạc trong liên hoan lần này chưa được rộng khắp. Bên cạnh đó, một số ban nhạc do những nhu cầu đặc biệt về biên chế dàn nhạc nên số thành viên tham gia đã bị quá quy định so với quy chế của liên hoan. Rất tiếc đây là những ban nhạc có những tiết mục rất là độc đáo, đặc sắc, nhưng buộc lòng vì vi phạm quy chế nên ban giám khảo cũng ban tổ chức phải có những cái kiến thức có thể gọi là tạm hạ xuống một bậc. Hy vọng bắt đầu từ liên hoan ban nhạc trung toàn quốc năm 2024 sẽ là hoạt động thường niên của Ủy ban Nhân dân thị xã Sơn Tây với Hội Nhạc sĩ Việt Nam và Hội Âm nhạc Hà Nội. Và Sơn Tây sẽ là nơi quy tụ các ban nhạc trên toàn quốc, nơi các tài năng âm nhạc được chắp cánh bay xa. Xin trân trọng cảm ơn.